À, chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái bài thực hành mới ha. Thì trong cái bài này thì chủ đề của mình sẽ là sử dụng cái public và private key của mình trong cái quá trình đăng nhập của ETH. Thì đầu tiên thì mình sẽ nói về cái mục tiêu của cái bài học của mình trước. Thì ví dụ như các bạn đã có được một cái máy Linux, máy tính Linux từ xa. À, tức là cái máy này của bạn là có thể đặt ở data center ha. Cái máy này nó đang là một cái máy, nó không có phải chính là cái máy các bạn đang ngồi. Thì các bạn đang có một cái nhu cầu điều khiển cái máy này từ xa đúng không ạ? Nghĩa là các bạn sẽ sử dụng là ESH đúng không? Nếu như các bạn đang sử dụng trên hệ điều hành Linux. Cũng có thao tác tương tự này ở bên Windows thì các bạn dùng là Remote Desktop. ESH thì các bạn sẽ điều khiển cái máy nó từ xa bằng cái giao diện dòng lệnh ha. Còn Remote Desktop của Windows thì nó có cho bạn là đồ họa ha. Còn nếu như các bạn muốn điều khiển từ xa bằng giao diện đồ họa trong Linux thì các bạn sẽ sử dụng là VNC. Để mà các bạn làm cái bài này thì yêu cầu là gì? À, cái máy của các bạn đã có được một cái IP, và mình khuyến cáo là nên có là một cái IP tĩnh đàng hoàng. Vì nếu như các bạn trong ngữ cảnh là các bạn đang cài đặt cái server thì cái máy của bạn phải có IP tĩnh. Thì nếu như các bạn sử dụng bằng ESH thì thông thường các bạn sẽ xác thực nó là bằng username và password. Thì xác thực bằng username password thì nó có những cái điểm rất là bất lợi. Là thứ nhất là các bạn sẽ có nguy cơ các bạn bị mất password. Dù lỗi nguy cơ này đối với ESH là không cao. Thứ hai là nó không có tính tự động. Tức nghĩa là ví dụ như các bạn viết một cái chương trình nho nhỏ ha, các bạn muốn cái máy chủ của bạn đúng thời điểm đó được làm cái gì đó mà nó có tính chất gọi là làm giữa các máy, nên là các bạn không phải là một máy mà các bạn đang có hai ba máy có liên kết với nhau. Thì bạn sẽ sử dụng ESH để mà mình cộng với public và private key của mình để nó tăng được cái tính tự động lên cho mình. Thì trong cái quá trình các bạn sử dụng ESH login bằng cái public và cái private key á, thì các bạn sẽ thấy chỗ này á, là có hai key lận. Để cho mình dễ hiểu á, thì đầu tiên các bạn thấy cái này là cái public key nè. Thì cái public này key bạn thấy với cái ngữ nghĩa tiếng Anh của nó bạn thấy rất là rõ ràng. Cái key này á thì các bạn cứ share thoải mái. Bạn cái key này trong ngữ cảnh cụ thể của ESH là các bạn sẽ phải copy nó chuyển lên cái máy chủ mà các bạn muốn điều khiển. Cái private key á thì chữ private sẽ là riêng tư. Nghĩa là chỉ có mình bạn biết thôi. Cái key này các bạn phải bảo mật cho nó, giấu đi, chỉ mình bạn biết thôi. Thì các cái ngữ cảnh lại các cái ngữ cảnh mà các bạn có thể ứng dụng cái này. Thứ nhất, các bạn bảo mật cái quá trình đăng nhập. Cái thứ hai, thứ hai là các bạn mong muốn là lấy dữ liệu một cách tự động. Ví dụ như giữa hai cái máy Linux hoặc là giữa cái máy Windows và cái máy Linux mà các bạn muốn là làm vào một thời điểm cụ thể mà đúng thời điểm đó các bạn đang ngủ, ví dụ như 3 giờ sáng, 3 giờ sáng ha, cái máy của bạn nó sẽ tự động nó kết nối lên cái máy ở data center đúng không ạ, lấy cái dữ liệu gì đó về, sau khi cái quá trình đó nó chạy xong nó tự động nó ngắt kết nối rồi. Và cái công việc này nó được làm đều đặn mỗi ngày vào đúng thời điểm cụ thể. Thì tất nhiên là mình không thể nào cứ 3 giờ sáng mỗi ngày mình dậy đúng không ạ, để mình nhập username password hết. Thì lúc này bạn sẽ sử dụng anh này ha. Anh này nó sẽ giúp cho các bạn là gì, login tự động cộng với cái việc là các bạn làm một cái task scheduler ha. Thì nó sẽ làm cho các bạn được thao tác này một cách tự động. Rồi, sơ đồ của cái bài thực hành của mình rất là đơn giản thôi.
Đây là trong ngữ cảnh, là ở trong cái phòng lab. Thì mình đang dùng cái máy Windows 10 có IP như vậy. Mình có một cái máy Xenon F7 đã có IP như vậy. Công cụ mà các bạn sẽ sử dụng ở đây nó sẽ là anh chương trình Booty. Booty ở đây á thì nó là một anh SH client. Ở chỗ này thì các bạn phải phân biệt cho nó rõ. Cái máy Xenon F7 là cái máy nó đóng vai trò là SH server. Tôi ở một cái máy tính khác, tôi kết nối vô để tôi điều khiển nó. Thì cái máy mà tôi đứng từ cái máy mà tôi kết nối tôi điều khiển á thì nó gọi là SH client. Thì SH client thì các bạn sẽ sử dụng một cái chương trình SH client nào đó, ví dụ như Portable nhỏ ghẹ là các bạn dùng Booty đúng không ạ? Các bạn có thể sử dụng là Bitwise SH Tunnel, các bạn có thể sử dụng ví dụ như SecurityAT ha. Tất nhiên là nó còn nhiều chương trình khác nữa. Thì trong cái phần cái bài này á, thì mình chỉ sử dụng cái anh chương trình là Putty thôi ha, để cho nó gọn và nó nhẹ. Thì cái chương trình Putty này á, thì các bạn sẽ download ở đâu đúng không ạ? Bây giờ thì các bạn sẽ lên Google đúng không ạ? Rồi các bạn search chữ Putty download đúng không ạ? Thì mình thường vào cái trang G Triad đây nè. Các bạn mở ra. Rồi, trong cái trang này á thì các bạn thấy có hai cái file các bạn sẽ download. Thứ nhất là cái booty.exe đây. Thì ở đây mình đang dùng bản 64 bit ha. Thứ hai là cái bootygen.exe. Mình cũng dùng cái bản xong từ bit, các bạn download hai này về thôi là xong. Thì mình đã download rồi. Mình đã download rồi. Thì mình đang để nó ở trong cái máy của mình đây. Tôi đã để trong máy tôi rồi. Rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ tạo kết nối SH vô đúng không ạ? Rồi, các bạn bấm boot. Rồi, tôi nhập vô. Rồi, tôi root đúng không ạ? Anh hỏi tôi password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, mà tôi đang nhập đúng không? Rồi, để chỉnh nó to ra một chút ha. Tôi cho phông chữ 18 đi, tôi đập. Rồi, thì bạn thấy là trong cái thao tác này á, thì hồi nãy mình đang login bằng username cộng với là password. Thì tất nhiên là mình sẽ không mong muốn chuyện này, mình phải nâng cấp nó lên. Rồi, mình sẽ sử dụng cái chương trình là Bootygen để mà tạo cái cặp key đúng không ạ? Lúc này các bạn sẽ double click vô cái Bootygen đúng không ạ? Rồi, nó ra cho bạn giống vậy. Rồi, các bạn bấm vào generate, ở đây có bit key ha, mình để cho nó là 2048, mình để nó generate. Rồi, lúc này bạn nhớ nó nói mình là chỗ này nè, rê cái chuột trong khu này nè. Để nó tạo độ ngẫu nhiên thôi. Các bạn rê đại cũng được. Rồi. Thì lúc này là nó sẽ sinh ra cho mình này là cái cặp public key như vậy. Nguyên khu trên đây nè. Nó chính là cái public key. Đó rồi. Thì lúc này mình sẽ copy này ra thôi. Rồi, mình copy ra. Xuống dưới đây một chút ha. Copy. Rồi, mình để nó một file riêng đi.
Oracle Word Wrap, nó giống vậy đó. Lấy cái file nè, tên đúng không ạ, đây cái key nó nè, nó dài như vậy nè. Rồi cái key này thì nó dùng cho cái gì nè. Rồi xong cái đen nó vậy. Rồi à, các bạn cẩn thận thì các bạn sẽ lưu này lại. À, ví dụ như đây là mình lưu là server public 1. Cái này do mình làm lần thứ hai rồi. À, rồi save cái private key lại. Nó hỏi mình á là có đặt cái password để mà bảo vệ không. À, nếu như các bạn muốn cái quá trình đăng nhập của mình chạy hoàn toàn tự động thì cái chỗ này mình sẽ không có đặt password. Tôi yes, tôi tiếp tục. Tôi đặt là server private số cạch ngang số 1. Rồi xong. Bạn cứ đi như vậy. Thì để mà các bạn thực hiện cái thao tác này thì các bạn sẽ tạo ra một cái folder ẩn tên là .sh. Cái folder này thì ở trong cái máy tôi thật sự tôi làm rồi. Đây nè. Đó mà. Và .sh. Các bạn muốn tạo thì các bạn cứ mkd.sh. Khảo sát một chút, tôi sẽ cd vô .sh. Tôi ls trừ l tôi nhìn thôi. Đó. Ở đây các bạn thấy là nó có cái file nó ghi là authorized key. Key có s. Tôi vi cái file này ra. Cái file này lúc đầu nó không có đâu. Lần đầu tiên các bạn làm á, theo hướng dẫn này bạn sẽ tạo ra file luôn. Tôi cứ vi thôi. Tôi vi đó. Yeah. Rồi. Sau đó là tôi làm cái gì? Các bạn sẽ copy nguyên cái đoạn này. Tôi cần con na ha, tôi còn tên c. Tôi vào bên đây tôi chuột phải tôi bắt vô. Sau đó tôi save lại escape shift 2.w. Rồi, tôi có cái file. Cái file này tôi phân quyền thì chỉ cho cái anh user root đọc thôi. Tôi chmod nó quyền 600. Đôi khi cái bài này là lúc bạn làm nó có lỗi, bạn làm nó bị chèn rồi nhấn không chạy thì lúc này các bạn nên kiểm tra cái thằng SE Linux trong đây. Mặc định thì nó sẽ là enforcing đó, các bạn để thành disable. Mà nếu như cái máy của các bạn đang là enforcing đó, thì các bạn chuyển thành disable và khuyên là các bạn nên restart lại cái máy một lần. Rồi. Sau khi tôi làm xong rồi tôi sẽ sử dụng cái câu lệnh là system control restart dịch vụ SHD. Làm sao để biết rằng là cái máy tính của mình dịch vụ SH đã chạy thì các bạn dùng lệnh start trừ -unb grep 22, nghĩa là abort 22. Thì nếu như các bạn thấy là nó ra giống vậy, đúng không ạ? Nghĩa là cái abort 22 nó đang ở trạng thái là lắng nghe ở trong cái máy tính ha. Thì nó sẽ ok. Rồi. Thì đến đây thì coi như là cái phần server của tôi là nó xong. Bây giờ làm sao để mà client làm sao để mà tiếp tục ha, là client thì sẽ kết nối như thế nào. Lúc này các bạn sẽ sử dụng cái chương trình booty để kết nối, đúng không ạ? Thì trong cái lúc mà mình kết nối thì các bạn sẽ làm các bước sau. Thứ nhất là các bạn phải nạp được cái private key. Tất nhiên là cái private key này
nó sẽ phải, các bạn nhớ là nó sẽ phải tương ứng với cái public key. Hai key này nó phải tương ứng nhau. Rồi. Sau đó thì các bạn làm tiếp cái việc là nạp cái IP hoặc là tên miền. Của cái máy tính đúng không? Ta muốn điều khiển. Rồi. Rồi, làm như sao nhé. Mình sẽ mở cái booty lên. Các bạn sẽ đi vào trong cái phần SSH. Mà thấy chỗ này nó có dấu cộng đúng không ạ? Rồi. Các bạn bấm xuống. Authent. Lúc này các bạn sẽ browse nó vô trong cái file. Cái file của mình là server private 1. Rồi. Các bạn đổi lên phần session. Cái máy của mình là 192.168.1.128 đúng không ạ? Rồi, tôi cho tôi lưu lại đi. Vì là PKI 1 gạch 192.168.1.128. Tôi save. Rồi, để giờ tôi lưu lại phiên này thôi. Bây giờ tôi thử, giờ tôi tắt đi nè. Rồi, tôi gõ booty lại. Bấm vô đây đúng không ạ? Tôi load nó lên. Để nó tự động load lên cho mình thôi ha. Ở phần SSH authent mà thấy nạp key. Đó, tôi open. Rồi, tôi chuyển lên đây. Nếu như làm đúng. Tôi gọi chữ root. Là tôi sẽ vô trong máy luôn. Đó, các bạn thấy là gì? Tôi gõ con cái tôi vô à. Bây giờ tôi đang login đó bạn. Cái key. À, tất nhiên là cái thao tác này chỉ làm được trên cái máy nào có được cái private key thôi. À. Bây giờ nếu như mà cái máy của các bạn mà nó một máy mà nhiều người cùng xài thì sao? Nó sẽ bắt đầu nó có một cái vấn đề nó sẽ phát sinh ra. Thì đối với cái máy mà các bạn mà nhiều người cùng một lúc gọi là nó đăng nhập bằng cái key á, thì chỉ cần nhớ một điểm thôi. Ở cái file này nè. Thì các bạn xuống dòng ghi thêm dòng mới vô thôi là xong. Cái public key file này đúng không ạ? Các bạn sẽ cho nó một dòng mới là xong. Đừng bao giờ ghi đè và xóa hết tất cả những thứ trong đây. Nó sẽ không có chạy. Rồi. Câu hỏi là tại sao nó phải là file này? Thì nếu như các bạn vi vô etc shd config đó bạn. Rồi. Vô đây các bạn kiếm cái chữ authorize authorize ship gạch key. Rồi. Bạn thấy à? Authorize key mặc định là ở trong folder ẩn. Đúng không ạ? Nó tên là như vậy. Do là cái file SSH nó config như vậy. Nên là các bạn lấy đúng tên nó thôi. Rồi nếu như các bạn thích thì các bạn đổi tên này lại, tên cái gì đó là key của tôi cũng được, rõ là cho đúng. Rồi thôi, đến đây thì mình sẽ kết thúc cái bài này ha. Các bạn có thể thử làm theo. Chào các bạn.